Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Và như thường lệ, mình là Vinh Tokuda, phóng viên sàn sàn tại Hà Nội Computer. Và mình đã quay trở lại. Như các bạn có thể nhìn thấy đang chạy trên video thì đây là chiếc màn hình gaming mới nhất của Gigabyte mang tên Gigabyte G32QC. Và nếu các bạn chưa biết hoặc có thể là đã biết rồi thì Gigabyte là một hãng rất là nổi tiếng trên thị trường gaming với những chiếc card đồ họa cũng như là mainboard rất là khủng. Và ngoài hai sản phẩm này ra thì năm nay Gigabyte còn ra mắt dòng sản phẩm màn hình gaming không mang tên Aorus, bao gồm G27FC, G27QC và cuối cùng là G32QC mà mình sẽ review cho các bạn ở trong video này. Về các thông số kỹ thuật của phần mềm hay sản phẩm thì thực sự là mình không muốn nói quá nhiều về những cái thông số này vì nó sẽ chẳng có giá trị gì khi mà các bạn sử dụng cái sản phẩm hay cái màn hình này mà nó không đạt được cái độ thoải mái hay là như các bạn kỳ vọng. Cho nên là các cái thông số của sản phẩm thì mình sẽ để lại link ở phía dưới phần mô tả thì các bạn có thể lên đấy và xem về các cái thông số chi tiết. Còn ở video này thì mình sẽ chỉ tập trung vào những cái trải nghiệm của mình khi sử dụng con màn hình này. Nhưng mà để cho những bạn lười bấm vào phần mô tả phía dưới thì mình sẽ nói luôn về những cái thông số cơ bản. Thì chúng ta sẽ có một màn hình 32 inch cong với độ phân giải là 2K, tần số quét là 165Hz, sử dụng tấm nền VA thì Gigabyte đưa ra thông số về độ phủ màu là 124 sRGB và 94% DCEP3. Và chúng ta sẽ có kiểm chứng ở phần sau của video. Ngoài ra thì G32QC cũng hỗ trợ AMD FreeSync Premium cũng như là tương thích cả G-Sync luôn. Và xét với mức giá là 10 triệu đồng thì đây là cái mẫu màn hình rẻ nhất có kích cỡ là 32 inch cong với độ phân giải là 2K, tần số quét là 165Hz, nên xét với giá thì nó là một cái chiến thắng khá là tích cực và mạnh mẽ dành cho Gigabyte rồi. Về phần mở hộp thì với con màn hình này thì chúng ta sẽ có một cái hộp nó rất là to và mình thì một người không thích là mở hộp rất là dài dòng và lằng ngoằng. Cho nên là bỏ qua phần mở hộp đi. Nhưng về các bạn thì Gigabyte đã rất là hào phóng khi mà cho chúng ta cả hai dây kết nối, đó là HDMI và DisplayPort. Nhưng mà để có cái chất lượng hiển thị hình ảnh tốt nhất thì các bạn nên sử dụng dây DisplayPort. Ngoài các cái dây kết nối cơ bản kể trên thì G32QC còn đi theo một cái dây kết nối USB 3.0 chuẩn máy in. Đây, dây máy in trông như này này, dành cho những bạn chưa biết. Thì không hiểu tại sao ở cái thế kỷ này rồi, với sự phổ biến của dây micro USB hay là phổ biến hơn bây giờ là USB Type-C có tích hợp cả DisplayPort cũng như là các cái kết nối khác mà Gigabyte vẫn sử dụng cái cổng kết nối nó to và thô kệch như thế này. Chân đế thì được lắp đặt khá là dễ dàng nhưng xét về cái mặt thẩm mỹ thì chân đế này mình không đánh giá cao cho lắm bởi vì nó thua xa các cái mẫu màn hình gaming cao cấp hơn như là Aorus KD25S. Và có lẽ là Gigabyte họ hơi bó cần một chút khi mà với cái kích cỡ màn hình 32 inch này thì nó khá là to và để giữ cho mức giá rẻ thì chân đế dạng mỏng nhẹ không thể đủ chất lượng được. Dù gì thì về thiết kế có vẻ là thì nó sẽ hơi cục mịch và gân guốc nhưng mà về độ chắc chắn thì nó khá là tốt vì đương nhiên rồi, càng to, càng dài thì càng chắc chắn mà. Và mình có thể dễ dàng điều chỉnh độ cao cũng như là góc chiếu của màn hình và không hề gặp khó khăn gì. Hơi tiếc khi mà G32QC không thể xoay dọc được. Nhưng mà về cơ bản thì với những con màn hình cong chúng ta cũng sẽ không thể xoay dọc để mà sử dụng được. Tuy nhiên thì cái việc xoay dọc được và có cái khớp xoay dọc thì nó sẽ dễ dàng hơn cho cái việc mà các bạn cắm những cái dây kết nối vào cổng kết nối. Chúng ta sẽ không phải mò móc hay là phải luồn cúi xuống quá nhiều. Và nếu các bạn không ưng cái chân đế này giống như mình thì tốt nhất hãy mua một cái chân màn hình loại kẹp vào bàn và nó gọn gàng hơn rất là nhiều cũng như là nhìn sang chảnh hơn. Như mình đã nói ở trên thì G32QC dùng khá nhiều những cái cổng kết nối và ở mặt sau thì chúng ta sẽ có hai cổng HDMI 2.0, một cổng DisplayPort 1.2, một cổng cắm tai nghe, một cổng tín hiệu đầu vào USB và hai cổng USB 3.0 để cắm phụ kiện và một số cổng cấp nguồn. Và cái việc cắm dây tín hiệu nó khá dễ dàng bởi những cái cổng được đánh dấu sẵn và chân đế cũng có lỗ đi dây để giúp nhìn gọn gàng hơn. Mặc dù là có hai cổng USB 3.0 và một cổng audio khá là tiện dụng nhưng mà mình không thích và không phải là fan của thiết kế này cho lắm bởi vì thực sự chẳng ai thích chui xuống đáy màn hình cũng như là mò với để mà cắm những cái món phụ kiện cả. Và với cái vị trí đặt những cái cổng kết nối như này thì cái việc các bạn thò xuống để mà cắm USB vào hay là những cái phụ kiện nó cũng không hề dễ dàng một chút nào. Và mình rất thích joystick hơn là những cái nút bấm bởi vì cái việc điều hướng nó sẽ rất là dễ dàng. Nhưng mà vị trí đặt joystick của G32QC thì nó hơi không ổn một chút. Trừ khi các bạn sử dụng một màn hình thì có thể dễ dàng điều chỉnh. Nhưng mà khi mà đặt hai màn hình cạnh nhau, đặc biệt là sử dụng màn phụ phía bên phải, thì các bạn không thể vòng tay ra phía sau hông để mà điều chỉnh cái nút joystick được mà các bạn phải vòng xuống và nó rất là khó chịu và vướng. Và có lẽ là Gigabyte cũng phần nào hiểu được cái điều bất tiện này cho nên là họ đi kèm một phần mềm có tên là Gaming OSD cho G32QC và cài đặt nó thì khá là dễ dàng và cái giao diện của nó thì ở cái mức là chấp nhận được. Và nói về cái điểm được của Gaming OSD đó là các cái tùy chỉnh được thao tác rất là trực quan. Nhưng mà ngay từ lúc bật phần mềm này lên thì mình đã phải thay đến 3 con bàn phím vì tưởng bàn phím mình bị hỏng. Nhưng mà không phải hỏng phím các bạn ạ. Gigabyte đặt mặc định các phím tắt cho việc tăng giảm độ sáng là phím Shift cùng với phím 1234 là mình không thể nào gõ được chữ A còng hay là dấu chấm than. Nhưng mà sau đó thì mình đã tùy chỉnh lại thành combo Shift và hàng phím F
Nhưng mà không hiểu tại sao không đặt combo luôn từ đầu là Shift cộng F1, F2, F3, F4 đi. Là mình mất công tưởng bàn phím mình học. Why? Tại tab chính là Display Setting, có các cái thiết lập như là độ sáng, tương phản, độ sắc nét hay là cân bằng đen, vân vân. Và đều có thể thay đổi chỉ bằng một cú click chuột. Một vài tính năng khác như là Picture in Picture hay là Dashboard Timer thì thực sự nó khá thừa thãi và để nghịch cho vui thôi, chứ nó không hữu dụng cho lắm ở thực tế. Và các bạn sẽ có 6 chế độ hình ảnh mặc định, bao gồm Standard, FPS, RTS, RPG, Movie, Render, sRGB cùng 3 chế độ tùy chỉnh. Do G32QC là màn hình gaming cùng với tần số quét là 165Hz, cho nên là mình sẽ chỉ quan tâm đến cái chế độ Standard cho những cái công việc bình thường và FPS khi mà mình chơi game. Về chế độ FPS thì các vật thể vùng tối được làm sáng lên để phát hiện kẻ địch tốt hơn, và vật thể được tăng độ sắc nét lên cực cao như các bạn có thể nhìn thấy trong cái thử nghiệm CSGO mà mình đang chơi. Ngoài ra một điểm nữa là Gigabyte đã tinh chỉnh cho chế độ này để hiện tượng bóng ma được giảm thiểu một cách tối đa. Do trong CSGO thì khó có thể so sánh song song được cái hiện tượng này, cho nên là mình sẽ thử với game FIFA. Và các bạn có thể thấy thì hình ảnh ở chế độ Standard tuy dễ nhìn hơn và phù hợp hơn khi sử dụng bình thường, nhưng mà khi chơi game ấy thì cái chế độ này lại để lại một bóng ma cực kỳ rõ ràng, và đặc biệt với các cái vật thể di chuyển nhanh như trong hình. Còn với FPS thì khác, bóng ma hoàn toàn được loại bỏ và các bạn có thể nhìn các cái vật thể di chuyển một cách rõ ràng hơn, đặc biệt là các mục tiêu ở xa. Ngoài ra thì G32QC cũng hỗ trợ G-Sync, và các tính năng này điều chỉnh tần số quét của màn hình liên tục theo mức FPS của game, và nó giúp giảm tối đa cái việc xé hình cũng như là giật FPS. Về tính năng G-Sync này thì thực sự nó rất là hữu dụng và mình khuyên các bạn là nên bật, kể cả là khi các bạn không chơi game. Nhưng mà xét về cái giá trị của một con màn hình thì cái điểm mấu chốt chiếm tới 80% giá trị của một chiếc màn hình thì nó nằm ở cái chất lượng của con panel. Và để đánh giá panel của con màn hình này thì chỉ gói gọn trong một từ thôi, thì mình chọn từ là đủ. Và đủ như thế nào thì chúng ta hãy cùng đến với cái bài thử nghiệm Spider 5 Elite. Đầu tiên về độ phủ màu thì như trong hình là có 4 hình tam giác với màu xanh tượng trưng cho các màu sRGB, màu tím cho Adobe RGB và màu xanh dương cho PCI P3. Màu đỏ thì chính là cái khả năng hiển thị của G32QC và con số 100% sRGB và 94% PCI P3 của Gigabyte công bố nó hoàn toàn chính xác. Tiếp đến là gamma, chúng ta có 6 chế độ gamma khác nhau và gamma thì ảnh hưởng chính tới khả năng hiển thị rõ ràng ở vùng sáng và vùng tối. Chỉ số thấp thì khó nhìn vùng sáng hơn và ngược lại với chỉ số cao thì vùng tối lại khó nhìn hơn. Các chế độ gamma của G32QC thì nhìn chung nó khá là đa dạng và trải dài từ 2.4 ở gamma 5 tới 1.7 ở gamma 1. Và theo kinh nghiệm của mình, ở mức 2.1 sẽ cho hiển thị màu sắc chính xác nhất và nó đạt được ở thiết lập gamma 3. Về độ tương phản và độ sáng thì không có gì để nói quá là nhiều khi mà chúng ta có con số là 3000:1 và 350 nits của Gigabyte. Và với thông số này thì có lẽ là Gigabyte đã hơi nổ. Khi mình đo được tối đa chỉ là 2870:1 ở 100% độ sáng và nó tương đương với 310.5 nits. Về độ đồng đều màu sắc thì đây là một điểm mình khá ấn tượng, cũng như một điểm rất là cộng cho G32QC. Thì khi để 100% độ sáng thì con số tối đa cũng chỉ là 2.0. Con số này thì là sự chênh lệch màu sắc lớn nhất giữa hai vùng và nó chấp nhận được khi ở mức thấp hơn là 4.0 và càng nhỏ càng tốt. Đa số các hãng và trong tầm giá này thì đều cho kết quả khoảng tầm 3-4.5, và đó cũng là cái lý do mà Gigabyte khiến mình rất là ấn tượng với độ đều màu của G32QC. Với độ chính xác màu sắc và chúng ta có một cái bảng thật sự dài với các thể loại màu sắc khác nhau, đại khái là số càng gần 0 thì sẽ càng chính xác, và xét tổng thể thì điểm số 2.7 là có thể chấp nhận được với một mẫu màn hình sử dụng tấm nền VR phục vụ chính cho việc gaming, và không thể nào so bì được với một con số chỉ khoảng 1 cho tới dưới 1 của các màn hình IPS được. Nhưng với cái độ lệch màu không đồng đều như thế này thì mình khuyên các bạn không nên hy vọng vào khả năng sử dụng nó cho các cái công việc cần màu sắc chính xác như là làm hình ảnh hay là video. Và cuối cùng là độ hở sáng. Tất nhiên là với cái công nghệ hiện tại thì hở sáng là điều không thể tránh khỏi các con màn hình. Nhưng mà độ hở sáng của G32QC nói vui vui là nó khá đều xung quanh viền. Việc hở sáng này thì không ảnh hưởng đến việc chơi game, nhưng mà nó lại là một cái vấn đề nho nhỏ khi mà các bạn xem phim hay là xem MV ca nhạc ở tỷ lệ 21.9. Nó khiến chúng ta khá là bị phân tâm bởi những cái khoảng sáng nó được thể hiện nó khá là đều ở hai mép màn hình. Do mình đang sử dụng một chiếc màn hình 32 inch khác ở nhà, cho nên là với kích cỡ này thì với mình thì nó không có gì bất ngờ cả. Nhưng nếu các bạn đang sử dụng một màn hình cỡ nhỏ hơn như là 27 hay là 25 inch cong thì nó sẽ mất một thời gian khá để làm quen, bởi kích cỡ màn hình lên 32 inch nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Tuy nhiên với những bạn đang sử dụng màn hình 27 inch phẳng thì với cái kích cỡ là 32 inch cong này thì nó không có gì khác biệt nhiều, bởi vì khi cong lại thì cái điểm nhìn của các bạn sẽ được tập trung và bo vào chính giữa, không bị phân tâm qua bên cạnh khá nhiều. Và đương nhiên rồi, với 32 inch ở màn hình chơi game chả ai sử dụng màn hình phẳng cả. Và với độ cong là 1500R thì góc nhìn của mình và màn hình rất là vừa mắt so với các màn hình khác có độ cong là 1800R.
Độ phân giải màn hình là 2K cũng góp phần làm cho hình ảnh được hiển thị một cách mịn màng hơn. Nhưng bù lại để tận hưởng hết cái sức mạnh 2K 165Hz này trên gaming thì các bạn nên trang bị những cái card màn hình từ 2060 Super trở lên. Với những cái kết quả máy móc mình vừa test ở bên trên cũng như là trải nghiệm thực sự của mình ở trong video này thì G32QC chỉ phục vụ tốt nhất cho gaming cũng như là các cái công việc giải trí cơ bản như là xem phim và lướt web. Và với cái mức giá gần như là rẻ nhất thị trường hiện tại với cấu hình khá là cao, khi mà các bạn sẽ có một con màn hình 2K với 32 inch cong và độ phân giải lên tới 165Hz thì độ hiển thị của nó với mình là ổn. Và chúng ta đương nhiên là không thể nào đòi hỏi một cái màu sắc nó chính xác cao với một tấm nền VR được. Và với những bạn có ý định sử dụng con màn hình này cho những cái công việc kiếm tiền như là làm ảnh hay làm video thì mình khuyên các bạn thực sự là không nên chọn con màn hình này và nên hướng tới những con màn hình khác cao cấp hơn có sử dụng tấm nền IPS để cho cái chất lượng hiển thị màu sắc được tốt nhất. Và các bạn thấy sao về con màn hình mới này của Gigabyte? Hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết và đừng ngần ngại mà để lại một like để ủng hộ cho chúng mình vì nó miễn phí mà. Cũng như đừng quên bấm subscribe và hình kế chuông ở phía dưới để có thể theo dõi những video mới nhất của Hà Nội Computer. Và đến đây thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số video tiếp theo. Mình là phóng viên Sàm Sàm tại Hà Nội Computer, Vinh Tokuda.